Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, nhu cầu lương thực nhiều quốc gia tăng mạnh. Với những lợi thế tiềm năng lớn, xuất khẩu gạo nước ta liên tục tăng về cả sản lượng và giá trị. Giá xuất khẩu cũng trên đà tăng mạnh, tuy nhiên phần lớn doanh nghiệp vẫn nửa mừng nửa lo trước những rủi ro, dự báo sai và thiếu thông tin về thị trường. Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5 năm 2024, nước ta xuất khẩu gần 4,03 triệu tấn gạo, thu về 2,56 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu gạo chỉ tăng 11,2% về lượng, nhưng tăng tới 33,6% về giá trị. Đáng chú ý, thống kê cũng cho thấy giá bình quân trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 638 đô la Mỹ một tấn, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, hiện xuất khẩu gạo sang hai thị trường Philippines và Indonesia chiếm tỷ trọng lớn nhất với 61% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này của nước ta. Đơn cử, nước ta đã xuất khẩu sang Philippines trên 1,83 triệu tấn gạo, giá trị đạt hơn 1,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,6% về lượng và tăng 47,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm nay, Philippines sẽ tiếp tục duy trì vị trí là nước nhập khẩu gạo lớn nhất trên thế giới. Theo dự báo mới của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhập khẩu gạo của Philippines trong năm nay có thể đạt 4,6 triệu tấn do nhu cầu tăng và việc nước này hạ thuế nhập khẩu gạo xuống còn 15%. Bộ Nông nghiệp Mỹ nâng cao dự báo nhập khẩu gạo của Philippines thêm 500.000 tấn, từ 4,1 triệu tấn lúc trước lên 4,6 triệu tấn. Cơ quan này cũng dự báo là sang năm tới, nhập khẩu gạo của Philippines có thể còn cao hơn, đạt 4,7 triệu tấn nhằm đáp ứng nhu cầu gạo trong nước gia tăng. Nếu dự báo của Bộ Công nghiệp Mỹ thành sự thật, Philippines sẽ là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất trên thế giới trong 3 năm liên tiếp, từ năm 2023 đến năm 2025. Tuần trước, chính phủ Philippines đã thông qua việc giảm thuế nhập khẩu gạo từ 35% xuống còn 15%. Động thái này được cho là sẽ giúp hạ giá gạo tại thị trường nội địa xuống thêm 7 peso 1kg. Thưa quý vị, để tạo điều kiện tối đa cho nông sản xuất khẩu, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo chi Cục Hải quan tại các cửa khẩu đưa 11 loại hoa quả được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vào diện hàng hóa luồng xanh, giúp rút ngắn thời gian thông quan, bố trí cán bộ phụ trách trực để xử lý tờ khai của các doanh nghiệp trên nền tảng cửa khẩu số 24/24. Hiện số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đạt trung bình trên 1.000 xe một ngày, trong đó có khoảng 300 phương tiện chở hoa quả tươi. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng hoa quả tươi xuất khẩu qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn đạt khoảng 1,2 triệu tấn, tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với hai cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu song phương và 9 cửa khẩu phụ, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu mục tiêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh trong năm 2024 đạt 55 đến 60 tỷ đô la Mỹ và là đầu mối giao lưu quan trọng trong phát triển kinh tế thương mại với phía Quảng Tây của Trung Quốc. Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong tháng 5 đạt hơn 118.000 tấn với trị giá là hơn 51 triệu đô la Mỹ. Lũy kế trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn thu về hơn 562 triệu đô la Mỹ với sản lượng là hơn 1,2 triệu tấn, giảm 8,4% về sản lượng nhưng tăng 6,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong tháng 5 đạt hơn 118.000 tấn với trị giá hơn 51 triệu đô la Mỹ, giảm 35,4% về lượng và giảm 35,8% về trị giá so với tháng trước đó. Lũy kế trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn thu về hơn 562 triệu đô la Mỹ với sản lượng hơn 1,2 triệu tấn, giảm 8,4% về sản lượng nhưng tăng 6,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng của xuất khẩu sắn trong 5 tháng đầu năm là giá xuất khẩu sang các thị trường chính đều ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Xét về thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ sắn lớn nhất của Việt Nam. Kể từ đầu năm đến nay, hàng xóm láng giềng đã thu mua hơn 1,13 triệu tấn sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam. Kim ngạch đạt hơn 509 triệu đô la Mỹ, giảm 7% về lượng nhưng tăng 9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân đạt 447 đô la Mỹ một tấn, tăng mạnh 17%. Theo các chuyên gia, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam vẫn luôn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, ẩn chứa nhiều rủi ro. Trong hoàn cảnh giá nhiều loại lương thực ở châu Âu đang tăng cao, đặc biệt là lúa mì, các doanh nghiệp Việt Nam cần chớp thời cơ để mở cửa thị trường cho sản phẩm sắn tại EU. Thưa quý vị, sau phiên hôm qua giảm mạnh, giá tiêu nội địa hôm nay tiếp tục biến động lên xuống 1.000 đồng 1 kg, dao động trong khoảng 155 đến 158.000 đồng 1 kg. Giá tiêu cao nhất được ghi nhận ở Đắk Nông, 158.000 đồng 1 kg.
Giá tiêu hôm nay tại khu vực Tây Nguyên biến động lên xuống 1.000 đồng 1 kg ở một số địa phương. Giao dịch phổ biến ở mức 156.000 đồng 1 kg. Cao nhất tại Đắk Nông là 158.000 đồng 1 kg. Tiếp đến là Đắk Lắk 157.000 đồng 1 kg. Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ở mức là 155.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại Bà Rịa, Vũng Tàu xuống mức 156.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Tại Bình Phước, giá tiêu 155.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Giá cà phê ngày hôm nay vẫn đang trong nhịp điều chỉnh, dao động trong khoảng là 120.600 đồng đến 121.800 đồng 1 kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.700 đồng 1 kg. Cao nhất ngày hôm nay tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá là 121.800 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk thu mua giá cà phê nhân dao động từ 121.500 đồng đến 121.600 đồng 1 kg tùy vùng, tùy chất lượng hạt. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thu mua cà phê thấp nhất cả nước. Tại thành phố Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Lâm Hà giao dịch ở mức là 120.600 đồng 1 kg. Thưa quý vị, thời điểm này năm ngoái giá vải thiều tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 35.000 đồng 1 kg. Nhưng năm nay, trước tình trạng mất mùa, sản lượng giảm trầm trọng tại các vùng trồng, giá bán của loại quả này đã tăng lên tới 100.000 đồng 1 kg. Mặc dù vậy, nhiều nơi cũng không có hàng để bán. Thời điểm này năm ngoái, vải thiều đầy chợ chỉ khoảng 35.000 đồng 1 kg. Năm nay, vải hút hàng, giá xỉ đã tăng gấp 3 lần, lên 100.000 đồng 1 kg, nên nhiều tiểu thương không dám lấy về bán. Cũng do giá vải thiều năm nay tăng cao, nên không chỉ khu vực ngoại thành, mức tiêu dùng thấp, mà ngay cả ở các huyện nội thành ở quận 1, quận 3, quận 4, mặt hàng này cũng vắng bóng trên quầy sạp trái cây. Một số siêu thị đã tạm ngừng nhập khẩu hàng, một số khác đang bán với giá khoảng 120 đến 135.000 đồng 1 kg, nhưng số lượng rất hạn chế. Thông thường, vào giữa cuối vụ, giá vải thiều sẽ giảm, nhưng năm nay giá mua đã tăng gấp 3 lần năm ngoái do sản lượng tại hai vùng trồng Bắc Giang và Hải Dương giảm gần 70%. Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, năm nay sản lượng vải trên địa bàn tỉnh giảm đến 50%, chỉ đạt trên dưới 100.000 tấn. Giá vải thiều chính vụ thu mua tại vườn đang dao động từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng 1 kg, có thời điểm lên đến 85.000 đồng 1 kg. Nhằm giới thiệu quảng bá du lịch sản phẩm trái cây đến với du khách trong và ngoài tỉnh, lễ hội trái cây Long Khánh của tỉnh Đồng Nai năm nay có 60 gian hàng trưng bày và bán xuyên suốt lễ hội. Trọng tâm lễ hội năm nay là chuỗi hoạt động tôn vinh trái cây và sản phẩm ô cốp địa phương. Với thế mạnh có nhiều đặc sản trái cây ngon, nông sản đặc trưng như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, nấm, Long Khánh là một trong những địa phương của tỉnh Đồng Nai có nhiều sản phẩm được chứng nhận sản phẩm ô cốp. Đến nay, thành phố có 23 sản phẩm chứng nhận ô cốp. Theo kế hoạch năm 2024, thành phố có thêm 13 sản phẩm đăng ký đạt chứng nhận ô cốp. Năm nay là em có tham gia cái chương trình Co-op và lễ hội năm nay là em cũng có đem cái sản phẩm Co-op của em ra để trưng bày và quảng cáo để bán. Hy vọng là sau cái buổi lễ trái cây này thì được nhiều người biết tới mình nhiều hơn. Tại các gian hàng trưng bày và bán các loại nông sản đều thu hút được rất đông khách và khách hàng khắp các tỉnh trong nước đến tham quan, mua sắm. Nhờ đó, doanh thu bán hàng của cơ sở tại lễ hội khá tốt và ý nghĩa quan trọng hơn, đây là cơ hội quảng bá rất hiệu quả về nhãn hàng, sản phẩm của cơ sở đến rộng rãi khách hàng trong cả nước. Cửa hàng của em thì chỉ chuyên bán cái hàng loại ngon nhất thôi, không có bán nhiều loại, bán một loại ngon nhất thôi. Dạ, là loại. Dạ. Giá thì tất nhiên là loại ngon thì mình bán cái giá là nó hơi nhỉnh hơn mọi người một xíu, nhưng mà mình chấp nhận như vậy, bán thà là bán cho ngon để người ta ăn, để người ta biết được cái sản phẩm của mình. Lễ hội trái cây Long Khánh năm 2024 kéo dài đến hết 16 tháng 6. Sau lễ hội, các hoạt động du lịch sinh thái vườn trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra trong suốt mùa trái cây từ tháng 6 đến khoảng tháng 8 năm 2024. Cái lễ hội trái cây này thì quảng bá và giúp người nông dân kết nối và tiêu thụ các cái nông sản ở địa phương. Trong thời gian tới là sẽ có được giá cả thuận lợi hơn. Trước đó, trong mùa lễ hội và du lịch vườn năm 2023 đã có trên 30.000 lượt khách đến với Long Khánh. Qua đó đã tiêu thụ khoảng 100 tấn nông sản. Kỳ vọng mùa lễ hội năm nay tiếp tục tạo được kênh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp lớn cho người dân Đồng Nai. Thưa quý vị, thời điểm này nhiều nhóm mặt hàng nông sản xuất khẩu đang vào vụ thu hoạch. Do thời gian thu hoạch ngắn, tập trung sản lượng lớn nên nông dân sẽ không thể chỉ trông chờ vào thị trường xuất khẩu. Trong khi việc khai thác thị trường nội địa lại đang gặp không ít rào cản về chi phí vận chuyển, quá nhiều khâu trung gian làm đội chi phí sản xuất, mất khả năng cạnh tranh.
Trước thực tế này, mùa vụ năm nay nhiều loại trái cây đang được xúc tiến tiêu thụ trực tiếp tới tay người tiêu dùng, cắt bỏ khâu trung gian bằng cách kết nối người sản xuất bán hàng trực tiếp tới các bếp ăn lớn như nhà hàng, khách sạn, ghi nhận tại tỉnh Hải Dương, địa phương có nhiều mặt hàng nông sản nổi tiếng đang vào mùa thu hoạch. Mang những trái cây vừa thu hoạch từ trang trại ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, ông Hoàng Anh Thư tự đi quảng bá và bán hàng tại một nhà hàng ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Thay vì chờ thương lái đến tìm mua, ông đang thử cách tiếp cận thị trường mới, đó là bán hàng tới tay người tiêu dùng là các bếp ăn tập thể. Sản phẩm của chúng tôi làm ra mà mang được đến tận các nhà hàng, các bếp ăn tập thể, đó là một điều tuyệt vời mà chúng tôi rất là mong muốn, không phải qua khâu trung gian, không phải chiết khấu nhiều. Sản phẩm chúng tôi mang đúng đến nơi mà chúng tôi cần mang đến. Cái câu chuyện về sản xuất của chúng tôi cũng được giới thiệu rõ ràng, cặn kẽ hơn, biết được nguồn gốc sản phẩm của chúng tôi thì người tiêu thụ cũng sẽ tốt hơn. Cùng với ông Hoàng Anh Thư, nhiều nông dân khác cũng được Sở Nông nghiệp tỉnh Hải Dương kết nối để bán hàng trực tiếp tới bếp ăn, không qua khâu trung gian. Thông qua những cái buổi quay như này, những người sản xuất như chúng tôi sẽ kết nối được những cái đầu mối để quay tiêu thụ sản phẩm trực tiếp cho chúng tôi. Thì tôi nghĩ rằng cái hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn và bền vững hơn. Kết nối với cả hơn 50 cái chủ cái nhà hàng, khách sạn và những cái chuỗi siêu thị tại Quảng Ninh. Những người mà tiêu dùng trực tiếp của Quảng Ninh với số lượng lớn ở đây là họ sẽ trực tiếp mua được từ các cái trang trại, từ những người sản xuất, cắt bớt các cái khâu trung gian, vừa giảm chi phí cho nhà hàng, khách sạn cũng như là cái người bán hàng, người sản xuất tiếp cận được trực tiếp với khách hàng. Đại diện các bếp ăn lớn cho biết họ cũng mong muốn mua hàng trực tiếp từ người sản xuất. Đây cũng là giải pháp tối ưu hóa lợi ích cho cả người tiêu dùng và người nông dân. Nhập qua các cái đầu mối trung gian thì cũng có cái ưu điểm và nhược điểm. Tuy nhiên là nhược điểm là nhiều. Vì sao? Vì cái giá thành rất là cao. Và cái thứ hai nữa là cái chất lượng sản phẩm nhiều khi nó cũng không được như kỳ vọng. Thực sự đây là một cái cơ hội rất là tốt. Rất tốt và chúng tôi rất là biết ơn. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ cam kết, sẽ kết nối với bà con nông dân ngay và luôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang chủ trương đẩy mạnh hiện thực hóa chuỗi bán hàng trực tiếp, cắt giảm khâu trung gian, tối đa hóa lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh cho nông sản. Đây là cách bán hàng từ ruộng tới bàn ăn mà trước đây đã được nhắc rất nhiều bằng những khẩu hiệu, người sản xuất và người tiêu dùng gặp nhau không qua trung gian. Thưa quý vị, ghi nhận giá lợn hơi ngày hôm nay 16 tháng 6 dao động trong khoảng 66 đến 71.000 đồng 1 kg. Trong tuần qua, thị trường điều chỉnh trái chiều từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh thành miền Bắc, giá lợn hơi không có thay đổi và dao động trong khoảng từ 68.000 đến 71.000 đồng 1 kg. Mức giá cao nhất 71.000 đồng 1 kg tại Thái Bình. Mức giá thấp nhất khu vực 68.000 đồng 1 kg ghi nhận tại Lào Cai, Nam Định và Ninh Bình. Khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi không có biến động so với hôm qua và dao động trong khoảng từ 66.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Mức giá cao nhất khu vực 69.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Lâm Đồng, Nghệ An. Tại thị trường phía Nam, giá lợn hơi đứng yên ngày cuối tuần và dao động trong khoảng từ 66.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Nhìn chung tuần qua, giá lợn hơi tương đối ổn định, phổ biến ở mốc dưới 70.000 đồng 1 kg. Dịch bệnh gia tăng và diễn biến thị trường không có dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung lớn, khiến người chăn nuôi khá thận trọng tăng đàn. Dự báo với tình hình hiện nay, giá lợn hơi có thể nhích lên vào nửa cuối năm nhưng sẽ khó có những đợt tăng giá sốc như một số năm trước.